giáo dục nhân quả cho con trẻ. Trước kia là vụ bé VA 8 tuổi, sau là vụ bé 17 tháng tuổi, tất cả đều rất thương tâm. Trẻ bị bạo hành dẫn đến cái chết, vì sao và vì đâu? Xã hội ngày nay thiếu hạt giống giáo dục nhân quả, vì mãi chạy theo thành tích, lợi ích mà quên đi giáo dục của ông bà xưa. Nếu y theo lời ông bà dạy thì tiên học lễ hậu học văn, người trẻ phải học lễ nghi trước khi học văn. Nếu đúng như thế thì ngày nay không có nhiều chuyện đau lòng. Ngày nay làm gì có nhiều người trẻ sẵn sàng khẩu chiến, sẵn sàng thị phi, dồn người ta vào đường cùng. Không bàn về nghiệp tội những người đã gây ra, luật pháp cho họ những bản án theo luật, tội lỗi trong tâm sẽ đeo bám họ rất lâu trong cuộc đời những người ấy. Ở đây, cải toàn bàn về cách truyền thông đăng tải những video, những thông tin tiêu cực và phản ứng của công chúng, không thấy được điều chân thiện để cho con người hướng thiện hay mang tính giáo dục. Cơ quan chức năng quay lại chi tiết, dựng lại hiện trường các vụ bạo hành quá chi tiết, xem muốn cảm lạnh, không khác gì những bộ phim. Các đoạn video ấy được lan truyền trên mạng xã hội chóng mặt. Người dân bức xúc, rùng mình tức giận là lẽ dĩ nhiên. Vì sao họ chi tiết hóa những việc như thế? Để răn đe hay vì mục đích gì? Công chúng xem đa phần đều phẫn nộ, hoàn toàn không có tính nhân văn hay giáo dục. Có người nào phải thánh hiền? Có ai chưa từng lầm lỗi? Cũng không ai làm ác mãi. Nếu trong gia đình, bạn bè có một người, một tánh xấu, chín tánh tốt, hãy nhìn vào chín điều tốt ấy. Nếu họ chỉ có một điều tốt, hãy nhìn vào một điều tốt ấy. Cho họ cơ hội để tu sửa, cho tâm ta rộng mở. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, hay là từ, bi, hỷ, xã, không có một đức hạnh nào trong những video mô tả chi tiết những vụ bạo hành trẻ. Những video ấy lôi kéo biết bao nhiêu người vào lên án, phản ứng tiêu cực, lại tạo thêm nghiệp tội, tràn lan những lời tiêu cực với những người trong cuộc. Những người gây tội, tòa án trong xã hội, tòa án lương tâm đảm nhận những phần ấy. Những người bên ngoài buông bao lời bất thiện, không cho họ một tia hy vọng gì. Chẳng may vì lý do nào đó chính ta hay người thân của ta gây nghiệp tội như thế, phải chăng không còn đường sống? Chúng ta là những người ngoài cuộc, chỉ là những khán giả bị lôi vào vở diễn của cuộc đời, những vở diễn kinh hãi. Những nơi xảy ra án mạng hay nhà giữ trẻ của bé 17 tháng tuổi, biết đâu có từ trường tiêu cực, biết đâu có ma xuôi quỷ khiến. Các bạn hãy thử ngẫm lại, có những ngày thở thôi cũng thấy mệt, có những hôm nhìn cái gì cũng thấy ghét, có những lúc hành động mù quáng mà không hiểu vì sao, hoặc đến những nơi có từ trường cảm thấy không khí ở đó rất khó chịu. Chúng ta bị âm dương chi phối, nếu vô tình rơi vào nơi có từ trường kém, có yêu ma linh giới quấy nhiễu, mấy ai đủ bình tĩnh để thoát khỏi những hành động đáng tiếc. Những điều đó hoàn toàn có thể tránh được nếu một quốc gia, một xã hội hay một gia đình chú trọng đến giáo dục nhân quả. Người mà được giáo dục chân thiện, ngày ngày nghe giảng kinh, học kinh, đọc Phật, hành thiền, hoàn toàn giảm được nghiệp lực. Vì người như thế sẽ có năng lượng lành, dù họ vô tình đến những nơi có yêu ma linh giới, không dễ dàng bị quấy nhiễu. Nhân quả thông ba đời, giáo dục chân thiện cũng cần ba đời. Minh chứng là người Nhật, họ vô cùng giữ vệ sinh bất kỳ nơi họ đến. Nếu được giáo dục thiện lành, những hành động hại người không lặp đi lặp lại. Ví dụ như cha và mẹ sau của bé 8 tuổi, như hai cô bảo mẫu đã tổn hại bé 17 tháng tuổi. Nếu được giáo dục chân thiện, khi xem những cảnh đau lòng, ta sẽ sanh tâm thương xót, tâm từ bi của Phật Bồ Tát sẽ thương xót tất cả người bị hại lẫn người hại. Tâm ta nghĩ gì, ta nhìn cảnh vật như thế. Tâm chứa sân hận, nhìn đâu cũng thấy lỗi của thế gian, không còn thấy lỗi của chính mình. Có câu, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tự trong tâm. Chúng ta không thể đợi một xã hội cho ta sự chân thiện. Ta tự tu tập sự chân thiện cho chính mình,
truyền lại cho con cháu tự tâm ta tạo từ trường lành. Chúng ta không thể trông chờ cơ quan chức năng đưa những tin như thế mang tính tế nhị hơn. Không thể mong chờ mạng xã hội của nước ngoài thanh lọc nội dung như thế. Nếu có sự tu tập, ta sanh tâm từ bi, sanh tâm tầm quý. Giáo dục nhân quả là dạy làm người. Người đối với người, người đối người tiếp vật, người đối với thiên địa quỷ thần và người đối với tự nhiên. Ngay trong câu người đối người tiếp vật có thể nói vô cùng tận. Chư vị có thể đọc kinh Thập Thiện Giảng Giải của Thầy Thích Thanh Từ dài tầm 50 trang, hoặc nghe trọn 80 tập kinh Thập Thiện của Pháp Sư Tịnh Không Giảng. Một người đoạn ác tu thiện thì từ một gia đình sẽ vượng khí. Một gia đình đoạn ác làm thiện thì một sớm thêm sinh khí. Cứ như thế mà tiến tới quả lành. Một người tu thiện cho dù chưa xoay chuyển được một khu vực, chưa xoay chuyển được một gia đình, nhưng ít nhất chính bản thân người ấy đã tự tích công bồi đức. Giáo dục nhân quả là chuyện hệ trọng của một quốc gia, của một gia đình cho các thế hệ mai sau. Khải Toàn có viết bài nói về sự quan trọng của thai giáo cho trẻ nghe nhạc thiền, nghe kinh trong giai đoạn người mẹ mang thai. Kết duyên lành cho chúng giúp trẻ chậm vía. Giáo dục nhân quả hay dạy làm người là ưu tiên hàng đầu, là liều vaccine ngăn chặn sự bất thiện. Giáo dục nhân quả là ưu tiên, không phải tiền của kiếm được. Một vị gia chủ bảo rằng em phải kiếm thật nhiều tiền để lại cho con cái, có của để dành cho mai sau chúng đỡ vất vả. Đây quả là ý niệm đau khổ của người khổ đau, là ý niệm của người đến với thế gian này để trả nợ cho thiên hạ, trả nợ cho gia đạo. Phàm điều gì có quá dễ dàng có được, chẳng thể tồn tại lâu trên thế gian này. Bạn tự ngẫm lại, bạn có tiền của phải do làm ăn vất vả có được. Những lần trúng mánh, bạn thường chi tiêu mạnh tay hơn. Nhân quả không ba đời, mỗi người có phước duyên riêng của người ấy. Dù bạn có để lại cả núi tiền cho con cái, mệnh của chúng không có tiền thì không thể dùng được một ít nào. Bạn có để lại một tủ sách quý, chúng không ham thích đọc thì những quyển sách ấy hoàn toàn vô nghĩa. Nếu bạn giáo dục con cái tốt, dạy chúng làm người, đọc sách thánh hiền, biết cho đi hay đối người tiếp vật chân thành, dạy kính thiên địa quỷ thần, dạy ôn hòa với tự nhiên, kèm theo chúng sẽ copy những gì bạn đối xử với những người xung quanh. Đó chính là nền tảng của giáo dục chân thiện. Mệnh của chúng có sẵn căn tánh lành, lại được cha mẹ kết duyên lành bằng sự giáo dục lành, chúng sẽ phát huy rồi truyền lại cho đời sau. Có như thế xã hội mới thay đổi. Chúng ta không thể mong chờ một thế giới tốt đẹp, nhưng chính chúng ta có thể tự tu dưỡng cho tâm mình tự tại theo giáo pháp của Đức Phật. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, dù bạn ở bất cứ cảnh duyên nào cũng thấy an lạc. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.